nguyên thủ của các nước Á Châu lên án vụ tấn công khủng bố ở Paris tin tổng hợp. Một buổi lễ tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công tòa sản tờ báo Charlie Hebdo đã được tổ chức tại Tòa Đại sứ Pháp tại thủ đô Tokyo. Những người tham dự đã mặc niệm trong thời gian một phút. Trước đó, Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng vụ tấn công khủng bố lần này là tấn công một tổ chức thông tin, tấn công quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là hành động không thể tha thứ. Nhật Bản mạnh mẽ lên án hành động hẹn nhát này và ông ta thành kính phân ưu cùng gia đình nạn nhân. Nhiều nguyên thủ trong vùng Á Châu, Thái Bình Dương đã lên tiếng lên án vụ tấn công. Ở Úc, Thủ tướng Tony Abbott nói rằng đây là vụ tấn công mang rợ, nhưng đáng buồn là có thể còn có nhiều vụ tấn công của phiến quân quốc gia Hồi giáo hay Daesh theo tên gọi ở Trung Đông. Bọn giết người này đã tuyên chiến với thế giới. Ở Trung Cộng, Bộ Ngoại giao nước này đã đưa ra bản tuyên bố lên án vụ tấn công, cho biết là Tòa đại sứ Trung Cộng tại Paris đã kêu gọi công dân Trung Quốc đang sống ở Pháp phải đề cao cảnh giác.